chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký viết về chuyến công voa cuối cùng tác giả cựu chiến sĩ mũ đỏ phạm mạnh huyến thưa quý vị đã bốn mươi bốn năm trôi qua thời gian có thể xóa nhòa nhiều điều trong ký ức nhưng cũng có những chuyện tưởng như đã quên rồi, đến lúc nhớ lại, thì hình như nó vẫn nằm đâu đó trong một ngăn nào của ký ức, tuổi trẻ mất mát và lãng phí trong oan nghiệt. Bạn bè cùng lứa đến giờ thằng con, thằng thì gợi thân ngoài xương gió. Đến nay, xương cốt cũng chẳng còn. Viết lại những dòng này như một nén hương lòng để nhớ đến 44 năm về trước. Các chiến binh đã cùng tôi táp tri trong trận chiến cuối cùng và đã vĩnh viễn nằm lại trên con đèo Oan Khiên ở Khánh Dương. Nguyện cầu hương linh của các tử sĩ nếu còn vương vấn thì cũng nên buông tay mà đi cho hết một kiếp người đầy phong ba bão táp tuyến ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Đoàn công qua ra tổng kho Nha Trang nhận đạn dược và lương thực. Theo yêu cầu của lữ đoàn thì xin 2.000 đạn pháo 105 ly, nhưng vết toàn bộ tổng kho thì chỉ còn được chừng 200 đạn. Khi về đến đèo lại bị địch quân phục kích. Hai trung đội nhảy dù theo giữ an ninh cho đoàn xe đã nhảy xuống tắp bi lại. Tịch thu được một đại liên phòng không 128 ly và một số AK. Chiến trường đã bắt đầu sôi động. Tiểu đoàn 5, nằm tuyến 1 đã hạ được mấy chiếc tăng T-54 của địch. Với quân số tham chiến hiện nay thì địch quân đang có 4 sư đoàn đồng gấp mười lần chúng tôi và địch quân vẫn đang sử dụng chiến thuật cổ điển tiền pháo hậu sung với biển người tấn công liên tục và đồng loạt các tuyến của quân dù với mục đích là chia cắt chúng tôi ra thành từng mảnh nhỏ con đèo này quanh co vòng vèo theo những rặng núi nên chỉ cần khuất một ngọn núi là đã không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì nghe tiếng súng giao tranh tiếng pháo đó mà lại không thấy gì cả tiểu đoàn năm đứng mũi chịu sào đã có những trận đánh sắp lá cả với địch quân nhưng địch vẫn chưa qua được nút chặn này song song với quốc lộ 21 còn có một con đường đất nằm ở hướng tây cách chừng hai ba km đại đội ba trinh sát nhảy dù đã nhảy vào vùng này thám sát tìm đã được các đường dây điện thoại dùng để liên lạc của địch quân. Lữ đoàn xin thêm quân để biết con đường này lại, nhưng không được chấp thuận. Trinh sát ba đành cắt bỏ các đường dây này rồi đi ra. Tấn công mãi mà không qua được tiểu đoàn 5, địch quân tung hai sư đoàn F-10 và 316 đi theo con đường này để tấn công ra. Từ hướng Bắc xuống, địch quân đã có hai sư đoàn 320 và 968. Trận tuyến trước đây đang nằm theo hàng dọc, bây giờ đã trở thành hàng ngang. Đơn vị nào của dù đều đối diện với địch quân. Ngày N-2 Mới chừng 9-10 giờ sáng, đã nghe có tiếng động cơ xe chạy từ tuyến trên về đây. Trung đội 4 của 24 tuy chưa biết là ta hay địch nhưng đã chuẩn bị hai cây hỏa tiễn chống chín xa m 72 để ngânh đón chiếc xe chạy đến gần thì mới nhận diện được đó là phe ta đây là chiếc xe chip ở trên xe có trang bị nguyên dàn hỏa tiễn thô còn nguyên vẹn có cả bao ni lông che phủ bên ngoài và ba quân nhân ở trên xe thứ y tri trung đội trưởng nổ súng, bắt chiếc xe jeep này dừng lại. Xong bắt chạy lên đồi nơi đang đóng quân. Lên đỉnh đồi xong, tôi nghe Thiếu Tri nói, Bây giờ tùy mấy anh, muốn ở lại với chúng tôi thì ở, còn không thì để xe ở đây, chỉ tụi tôi cách sử dụng. Rồi tôi cho mấy anh đi bộ về dục Mỹ. Mấy quân nhân này trao đổi với nhau, rồi giao chìa khóa xe lại chỉ cho các chiến binh cách sử dụng, rồi họ ra đi về phía dục Mỹ. Một lát sau, lại nghe tiếng xích của xe tăng nghiến trên đường. Các chiến binh nhảy ra vị trí phòng thủ hết, nhận diện được chiếc đang chạy đến là chiếc thiết giáp M113. Đúng ra, chiếc Jeep và M113 này phải nằm ở tuyến 1 cùng tiểu đoàn 5 phía trên đang giao tranh. Tiếng súng nghe được, vậy mà không hiểu sao lại bỏ tuyến chạy về đây. Một tràng M16 do các chiến binh bắn trận đầu đã nổ. Hai cây M72 đã kéo lên sẵn. Tôi nghe thiếu ý truy la lớn. Nó mà bỏ chạy từ bay chơi luôn cho tao. Chiếc M113 này cũng đã dừng lại. Thôi Tri bước đến trao đổi ít câu, rồi bắt chiếc này chạy lên đồi gần chiếc xe Jeep giữ luôn cả người lẫn xe. Ở chiến trường này, tôi thấy đại đội 24 thay đổi vị trí đóng quân liên tục để tránh pháo của địch. Tối hôm qua thầy trò tôi ngủ ở đây trên con đường đi lên này, vì nó tương đối hơi bằng phẳng một chút, chẳng hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt của các quân nhân trên chiếc M113 tôi lại có linh tính là thế nào tụi nó cũng bỏ chạy nữa do đó tôi nói với các chiến binh đi theo mình đêm này có căng lều thì tụi bay căng lên cao một chút tránh đoạn dốc xuống này chiếc M113 đi xuống là cán qua thầy trò mình đó Bà mẹ nó, Đến nửa đêm nó nổ máy lên rồi bỏ chạy thật. Khi chiếc này vừa nổ máy thì tôi cũng bật dậy. Thấy các chiến binh kéo M72 ra. Tôi nghe có tiếng la. Chờ nó ra xuống tới đường là nổ luôn. Không phải là phận sự của mình mà không hiểu sao lúc đó tôi lại la lên. Thôi kệ mẹ nó đi. Chiếc M113 này để số da nhấn hết ga cứ thế mà ra thẳng xuống đồi vừa ra vừa nổ súng tá lạ xuống đến chân đồi nó quay hướng về dục mỹ bỏ chạy luôn nhưng vẫn nổ súng vào hai bên đường hình như làm bị thương mấy chiến binh của 21 chuyện này sau này tôi mới biết ngày n trừ một sáng hôm nay đang ngồi nhìn mông lung về phía chiến trường trước mặt. Chỗ 24 đang giấu binh là chỗ có con đường đất đỏ, có thể đi vào con đường bên trong. Tôi chợt thấy trên các ngọn cây ở phía xa, hình như đang có bụi bay lên. Tưởng là bị hoa mắt, tôi cố gắng nhìn chăm chú một chút. Đúng là có bụi đang bay lên thật, và cũng nghe được tiếng động cơ đang vọng đến. Tôi bước về phía trung úy khanh râu đại đội trưởng 24 nói sao tôi nghĩ tụi nó đang chuẩn bị đi ra chỗ mình vậy ông ta nói ừ tôi cũng nghe được ông ta quay qua gọi thiếu úy truy và nói chuẩn bị bắn thử thô trước đi pháo binh tính sau thiếu úy truy vâng lệnh chạy đến chiếc chip cho anh em chuẩn bị đã nhìn thấy bóng dáng các chiếc xe tăng của địch quân đi ra từ phía con đường đang từ từ chạy ra tôi thấy cũng còn xa lắm vậy mà các hỏa tiễn thô đã khai hỏa từng trái một đang bay ra bốn trái bắn ra mà chỉ có một trái trúng mục tiêu còn mấy trái kia nổ lung tung nhưng cũng đủ bẻ gãy đợt tấn công của địch bắn xong là khanh râu cho lệnh bỏ chiếc xe chip tại chỗ. Tụi tôi đang nằm ở phía tây của con đường bây giờ chuyển sang phía đông, cách chỗ cũ chừng 200 mét để tránh pháo. Đêm hôm nay không hiểu sao trong lòng tôi thật lo lắng, cảm giác bất an, bồn chồn, muốn nhắm mắt dưỡng sức một chút mà cũng không thể được. Trằn trọc mãi đến cuối cùng cũng thiếp đi được một chút, đột nhiên tôi chợt tỉnh giấc. Bây giờ chắc đã quá nửa đêm. Trung quanh tôi tiếng côn trùng vẫn râm ran, chứng tỏ không có người hay thú đi qua. Tôi nhớ thời còn đi học, lăn vào giường là ngủ như chết. Vậy mà từ lúc vào quân trường, qua những lần hành quân giã trại, ngủ đêm bên ngoài, đột nhiên tôi lại có được bản năng này chắc là bản năng để sinh tồn. Ngủ mà lỗ tai không ngủ, vẫn nghe được tiếng côn trùng kêu. Đột nhiên mà nó ngưng tiếng là tôi tỉnh giấc ngay. Tôi vẫn cảm nhận được hình như có một cái gì đó không bình thường đang sắp xảy ra. Có tiếng động gì ở xa thì phải. Tôi quay ngang người, áp thật sát lỗ tai mình vào mặt đất qua tấm bông xô đúng là tiếng xích của xe tăng đang di chuyển có nhiều trước chứ không phải là một tôi móc địa bàn ra xác định lại chính xác phương hướng của tiếng động này được một lát thì tất cả các tiếng động này êm hẳn tôi nghĩ có thể địch đang tập trung quân để chuẩn bị tấn công ngày n vẫn nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như vậy đến khi mở mắt ra, nhìn xuyên qua cửa lều, thấy sương mù vẫn bao phủ chung quanh. Dăng dăng trên các ngọn cây quanh mình, la đà trên ngọn cỏ quanh người, tôi quay người lại nằm sấp xuống. Để nhìn thấy quốc lộ 21 đang ở phía dưới, chạy ngoằn ngoèo như một con rắn dữ. Mà không thấy được đầu đuôi, không gian xung quanh thật tĩnh lặng còn sớm quá, chưa có cả tiếng chim hót buổi sáng. Giữ nguyên tư thế nằm sấp, tôi thọc tay vào áo bốn túi lấy gói mê thảo, kéo cái nón sắt về phía trước mặt, xoay chỗ đội về phía mình, giấu điếu mê thảo trong đó để châm hơi khói đầu tiên của ngày. Mùi thơm nhẹ lâng lâng luồn vào trong tôi, nhắm mắt lại một chút để thấy có một chút phê phê bay bỏng khuôn mặt của Bảo Khanh chợt hiện ra trong tôi. Anh còn nhớ khi ta quen nhau em cũng sắp 17. Giờ này chắc em đang dậy sớm để học bài. Và anh thì đang nhớ em. Anh nhớ những vòng tay thật chặt, những nụ hôn ngượng ngùng đầu đời mà ta đã trao cho nhau như một lời ước hẹn. Vậy mà không biết qua ngày mai anh có còn cơ hội để gặp lại em không? làm sao anh quên được ngày tháng yêu thương có em bên cạnh anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ trên môi em đôi mắt xinh đẹp nhưng tinh nghịch của em nhưng đôi khi hay có những dấu hỏi trong đó nhớ những giây phút tuyệt vời khi em đến với anh trong ngày lễ ra trường ở nha trang anh đã cùng em đi lung tung nơi miền thùy dương cắt trắng này biết bao kỷ niệm cùng nhau làm sao anh quên được chứ? Bỗng có tiếng hạ sĩ quyền vang lên. Cho tụi em đứa thuốc ông thầy. Làm tôi đang miên man nhớ về một chút yêu thương chợt quay về với thực tại. Tôi cầm gói thuốc, thầy cho quyền và nói. Trời chưa sáng hẳn, tụi bay đừng để lộ đóm lửa đó. Nó nói, tụi em sẽ giấu ông thầy. Tôi cũng không nói gì thêm. Nhìn mông lung về phía trước mà đầu óc trống rỗng. Trời đã sáng hẳn, rừng núi hoang vu chập trùng trước mắt tôi đẹp vô tả. Chừng đâu 9-10 giờ sáng gì đó, khi tôi đang ngồi bên ngoài thì có tiếng gọi của người chiến binh đi theo. Ông Phúc gọi ông kia ông thầy. Tôi bước về máy truyền tin, nhắc combine lên và nói 624 nghe 621. 624 là ám số đàm thoại của tôi Còn 621 là của Phúc Con Tiếng Phúc Con vang lên từ máy bên kia Ê! Chút xíu nữa mày thấy một thằng qua cho tao Tôi hỏi Có chuyện gì vậy? Phúc Con trả lời Thằng nương cà chớn Tao vừa mới đục nó đó Giờ đuổi nó qua mày Tôi trả lời Rồi sao? Một lúc sau, đã thấy thằng đệ tử của Phúc con, vai mang ba lô, tay trái ôm con gà, tay phải chào tôi trình diện. Thấy bộ dạng của nó, tôi đã muốn cười lớn, nhưng tôi cố nín cười, làm mặt nghiêm hỏi nó. Mày làm cái gì mà để cho ông thầy mày phải đánh mày vậy? Nó trả lời, em trả lời có mấy câu mà ông dịch cù chỏ em em bỏ chạy, ổng móc súng đã còn đòi bắn em nữa đó. Tôi không nói gì, nhìn xuống con gà nó đang ôm và hỏi, gà ở đâu mà mày có vậy? Nó cũng nhìn xuống con gà rồi trả lời, em đi ngang qua một bụi rậm thấy con này đang nằm ấp trứng, em nhào vô chụp được nó. Tôi nói, mày đưa cẳng con gà lên cho tao coi nào. Nó lật ngang con gà để tôi thấy đôi chân. Tôi nhìn đôi chân thì biết đúng là gà rừng vì chân nhỏ xíu mà lại đen màu trì nữa. Tôi nghĩ thầm. Phúc con ơi, tụi tao đang hết đồ ăn. Nhờ mày đuổi nó đi, nó đến đây còn chụp được con gà nữa. Tụi tao đỡ thiệt. Tôi nói với nó. Thôi mày ra kia với tụi nó đi, làm con gà nấu cháo luôn đến khoảng chừng gần 11 giờ sáng gì đó, khi tôi đang ngồi dựa ở gốc cây, thì có tiếng của thiếu tá phương, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 2 nhảy dù vang lên. Pháo bình đâu? Tôi vừa đứng lên vừa lên tiếng, có em. Nói xong, tôi tiến bước lại gần ông, đang đứng cạnh một tảng đá lớn, cũng cao đến ngang ngực. Đợi tôi đến bên cạnh, anh nói, chiều nay ở trên cho mình một phi tuần A372 chiếc. Em sẽ hướng dẫn cho nó oanh tạc để mình lui về cuối đèo. Tôi lên tiếng, đêm qua em ngủ không được, nghe thấy tụi nó đang tập trung xe tăng tại vị trí này. Vừa nói, tôi vừa chỉ hướng và khoảng cách cho đích thân. Rồi tôi lại nói, nếu có đánh bom, thì em sẽ đánh từ chỗ đó. Đích thần lên tiếng. Cứ vậy đi, đây là tần số liên lạc và ám số đàm thoại của tụi nó. Khi nào tụi nó vào vùng, thì tôi sẽ báo. Tôi móc cây viết, ghi lại tần số liên lạc vào lòng bàn tay của mình và nói. Nghe năm trên năm, đích thần. Vừa nói đến đây, chưa kịp bước đi, thì một tràng đại liên phòng không hai đã nổ ngay sau lưng chỗ tôi và đích thân đang đứng khoảng cách chưa đầy 10 mét. Không ai bảo ai, tôi và Đích Thân cùng nhau nhào vào tảng đá lớn. Đây là lần thứ hai tôi bị toán bắn xẻ của địch quân bắn hụt. Lần đầu trong vùng thường đức, đức dục, khi tôi lội xuống từng trung đội để điều chỉnh cận phòng cho anh em. Vì địa hình nơi này cũng rất phức tạp, cả ta và địch đều nằm sau các triền đồi, triền núi. Nếu không quan sát tại chỗ để xin bắn góc cao, thì có khi tự mình lại gõ vào đầu mình. Sau khi điều chỉnh cho trung đội cuối cùng xong, tôi và người trung đội trưởng đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trên giao thông hào, thì bị tụi nó bắn 12 ly 8 qua, cũng cách chưa đầy 10 mét. Chờ một lúc thấy im re, tôi bước ra ngoài, vì biết sau khi bắn xong thì tụi nó cũng bỏ chạy liền, vì sợ mình bắn lại. Đến chỗ mấy đứa em, tôi nói, nè, ăn xong, thì tụi bay gọn gàng đồ đạc liền nha, mình sẽ lui quân về cuối đèo, còn quyền ăn xong thì hỏi nương chỗ ông Phúc đang ở rồi mày qua đó đi các chiến binh nói tụi em nghe hạ sĩ quyền theo lệnh tôi ăn xong là vác ba lô đi qua phúc con nhưng vừa đây tôi có hỏi lại phúc con thì nó nói là không thấy hạ sĩ quyền qua trình diện không biết nó đi đâu hay là bị bắt tôi ngồi xuống bên máy truyền tin gài tần số liên lạc với phi cơ vào rồi nói với hạ sĩ quyền mày đưa cây anten bảy đoạn ra cho nương quay sang nương tôi nói nhiệm vụ của mày bây giờ là mang máy lấy cây lá lúa ra cất rồi hai cây bảy đoạn vô để mình còn liên lạc nói xong tôi bước ra ngoài dựa lưng vào cục đá nghỉ ngơi một lúc sau thì tụi nó gọi tôi vô ăn cháo gà tôi bước đến nhìn quanh rồi lên tiếng tụi bay kêu y tá vô ăn chung luôn hạ sĩ quyền đứng lên khều người y tá qua chung vui với tụi tôi nồi cháo gà có ba trái trứng vào lúc này đúng là ấm lòng chiến sĩ ăn xong tôi dặn tụi nó gọn gàng đồ đạc một lần nữa rồi bước ra chỗ cục đá lớn châm một điếu thuốc nữa tiếng súng giao tranh phía trên khi lớn khi nhỏ thời gian chờ đợi thật là thăm thẳm nhìn về phía đại đội tôi thấy các chiến binh đang vây quanh đích thân khanh râu để nghe dặn dò chuyện gì đó nắng chiều đã nhạt nhòa một chút nhìn vào trong thấy nương đang nhìn tôi tôi nói nương mang máy đến cho tao bỏ xuống dưới đất ngay chân tao là được rồi nương mang máy đến đặt vào vị trí tôi chỉ Tôi nói, thôi mày về chỗ cũ đi, đứng đây đông người tụi nó bắn qua nữa đó. Tôi nhấc cái combine lên bấm vài cái, để chắc ăn là pin đang hoạt động tốt, rồi lại gáp vào chỗ cũ. Chờ mãi rồi chiều cũng phải xuống. Mặt trời đang treo trên đỉnh núi phía tây. Chắc cũng gần 5 giờ rồi. Tiếng đích thân phương vang lên về phía tôi. Liên lạc với tụi nó đi, Năm phút nữa là tụi nó vô vùng đấy. Tôi trả lời, nghe rõ đích thân. Tôi nhấc combine của máy liên lạc PRC25, bấm nút và gọi. 624 gọi đầm da, nghe rõ trả lời. Thưa quý vị, đã 44 năm trôi qua, tôi không còn nhớ nổi ám số đàm thoại của đơn vị không quân này, nên trong bút ký này tôi gọi bằng bạch văn cho dễ hiểu. Có tiếng của đầm già. Đầm già nghe 624, 5 năm trên 5. Tôi đáp 624 nghe đầm già 5 trên 5. Đầm già nói, tụi tôi sẽ vô từ hướng biển, anh đã thấy tôi chưa? Hướng biển là hướng đông ngay sau lưng tôi. Tôi quay người lại nhìn lên bầu trời tìm kiếm và nói Tôi chưa thấy anh. Đầm già lại nói, khi nào thấy thì báo. Tôi đáp, nghe năm trên năm. Chừng một phút sau, đã thấy bóng đầm già vừa qua một đám mây. Tôi bấm nút và nói, tôi đã thấy anh rồi. Giữ nguyên hướng bay đó, lấy quốc lộ làm chuẩn, cho xin một kinh kỳ về phía trước, khoảng cách 500 mét, nghe rõ trả lời. Tiếng đầm già lập lại các yếu tố. "Thấy đúng nên tôi trả lời. Đúng, 5 trên 5." Một luồng khói từ đầm già bay ra, một trái khói đã nổ tỏa ra một cuộn khói bốc lên trước trận tuyến của địch. Địa bàn đang có trên tay, tôi đo lại một lần nữa và gọi. "624 gọi ó đen, nghe rõ trả lời." Tiếng ó đen. "Ó đen một. Nghe 624 5 trên 5 Tôi bấm nút để nói Lấy phương Bắc là hướng 12 giờ Kinh kỳ làm điểm chuẩn Đánh về hướng 10 giờ Khoảng cách 200 mét Nghe rõ trả lời Tiếng O đen lập lại các yếu tố xin oanh tạc của tôi đúng như vậy Nên tôi trả lời Đúng 5 trên 5 O đen 1 Chiếc cường kích a 37 đầu tiên đã đến sau lưng tôi, hơi chúi xuống. Hai vệt khói bay ra, nổ trên không trung, phía trên các đỉnh núi của địch quân. Hai trái hòa châu mang dù đã sáng bùng lên. Tôi thấy cây minigun trên chiếc a 37 này đang nhả đạn như mưa về phía trước. Một trái bom đang bay xuống, cụm lửa lớn đã bùng lên và tiếng nổ đã vọng đến chỗ tôi. Chiếc a 7 đang ngóc đầu bay lên từ trên các đỉnh núi. Đạn phòng không của địch đan vào nhau như một lưới lửa. Hỏa tiễn tầm nhiệt cầm tay SA-7 của địch bay lên ngoằn ngoèo như một bầy côn trùng. Nhiều đến nỗi mà tôi cũng không đếm được. Đang châu đầu vào hai trái hỏa châu nổ thành những cụm lửa trên bầu trời. Ó đèn 1 đang vòng đầu lại. Tôi nói tiếp. 624 gọi ó đèn 2. Tiếp tục hướng 10 giờ. Xa hơn 200 mét. Nghe rõ trả lời. Tiếng ó đèn 2 trên máy. Hướng 10 giờ. Xa hơn 200 mét. Tôi trả lời. Đúng 5 trên 5. Ó đèn 2. Tiếng ổ đen 1 lại vang lên trong máy. "Tôi tôi sẽ vòng lại làm tăng 2. nghe rõ trả lời. Tôi đáp, "624 nghe ổ đen 1 5/5." Ổ đen 2 đang chuẩn bị sa xuống, thêm hai trái hỏa châu nữa được bắn ra. Minigun cũng nhả đạn liên tục. Ổ đen 2 nghiêng cánh, bom bay xuống, lửa bùng lên. Một tiếng nổ dữ dội cũng đến tai tôi. Thêm một tiếng nổ nữa. Chắc chúng con cua rồi đó. Ó đèn hai đang cất cánh bay lên. Lưới lửa phòng không vẫn dày đặc trên bầu trời. Cả một bầy SA-7 của địch quân đua nhau đâm đầu vào các trái hỏa châu. Tôi bấm máy nói tiếp. Đẹp mắt lắm, ó đen hai. Tiếp tục hướng cũ mỗi trái xa hơn 200 m. Ó đèn 1 và 2 nghe rõ trả lời. Có tiếng. Ó đèn 1 nghe 5 trên 5. Ó đèn 2 nghe 5 trên 5. Ó đèn 1 đang bay đến vùng oanh tạc, Lập lại các thao tác cũ, xong đợt bom thứ hai bay lên, SA7 của địch Và phòng không lại bay lên như mưa. Ó đèn 2 cũng xong đợt bom thứ hai. Hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 và phòng không bay lên còn nhiều hơn các đợt trước nữa. Tôi đã nhìn thấy một vệt khói từ cánh trái của nó theo hướng của tôi. Khói càng lúc càng đậm và một chiếc dù đã bung ra. Chừng cả tiếng đồng hồ sau, khi tôi hỏi Đích Thân Phương, thì Đích Thân trả lời, tiểu đoàn 5 cứu được người phi công rồi. Tôi ngồi xuống, lấy tay vặn máy truyền tin về hệ thống liên lạc của mình. Và tôi kêu nương thay lại cho tôi cây anten lá lúa vào máy. Trời đã tối, trăng đã mọc trên cao. Hôm nay là vừa qua trăng tròn một hai ngày gì đó. Ánh sáng cũng còn đủ sức soi sáng mọi nơi. Dễ dàng cho di chuyển, nhưng cũng dễ dàng cho địch thấy mình. Lệnh xuất phát đã ban ra đại đội 24 đang tuần tự xuống đèo. Đích thân khanh râu đi trước với một toán. Đích thân phương đi đoạn giữa. Tôi theo đích thân và cách đích thân chừng 6-7 người chiến binh. Tôi nhắc lại với hai thằng đệ tử. Tụi bay theo sát tao nghe, đừng có để lạc. Còn nương, mày bẻ cái lá lúa cho nó thấp xuống một chút đi. Đừng có để nó dựng đứng như vậy. Nương đưa tay kéo cái anten lá lúa cho nó nằm ngang một chút. Chúng tôi im lặng di chuyển. Lầm lũi dọc theo quốc lộ 21 về phía nam. Đi đâu được chừng gần cây số. Đến đoạn bên trái là các dãy đồi. Bên phải là vực sâu. Thì tiếng đạn 12.8 cùng tiếng AK nổ và toán quân dù từ đầu tới đuôi. Toàn bộ đại đội 24 đã bị lọt vào chiến tuyến của địch. Tôi nghĩ giờ đây cả ba mặt đều là địch quân Một số chiến binh trúng đạn đã bị ngã xuống. Tôi đưa tay móc vội cây côn 45 ra, dùng ngón tay cái kéo cơ bầm xuống và cũng ngón cái để mở khóa an toàn. Một kiểu gài cơ bầm chết mà Dũng đặt cao đã chỉ cho tôi. Miệng tôi chửi thầm, Bây giờ tao mà thấy thằng nào Đứng lên chương lê là tao nổ lên Tôi nghe tiếng hét của đích Tân phương Xung phong Cả đoàn quân bật lên như những lò xo so thép Vùng lên như cơn bão Thối đạn vào vị trí của địch quân Mà nhìn được qua các ánh lửa phát ra từ nòng súng của địch quân Xung quanh tôi tiếng đạn rít Tiếng lựu đạn nổ không có chiến binh nào đứng lại để tránh đạn mà thấy ai ai cũng đều cứ lao về phía trước cuối cùng chúng tôi cũng xẻ được khoảng hở trên phòng tuyến của địch quân nhìn về phía trước tôi thấy anh em đang tuôn lên ngọn đồi phía sau của địch quân tôi cũng theo về hướng đó lên được đỉnh đồi thấy có một số anh em đang ở đó tôi dựa lưng vào thân cây thở dốc và gọi tên hai đứa đệ tử gọi ba lần mà không đứa nào lên tiếng. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Chắc tụi nó rớt rồi, bây giờ mà quay lại thì chắc mình cũng đi theo luôn. Nhìn quanh tôi, thấy Đích Thân Phương cũng còn đây. Có hai chiến binh bị thương, một vào bụng, còn người còn lại thì bị vào bắp đùi. Được anh em chiều lên tới đây, đang bằng bó vết thương cho Tôi thấy tổng số còn lại chỉ còn khoảng 15 người. Tôi nghe tiếng đích thân Phương hỏi. Mỗi đứa còn được bao nhiêu đạn vậy? Từng người lên tiếng. Thì ra qua trận thắp bi này, không còn ai có được một băng đạn đầy. Đích thân nói tiếp. Trời trăng còn sáng như thế này, thế nào tụi nó cũng tập trung quân lại để truy kích mình. Không thể nào đi theo con đường thông thủy ngay dưới chân này được mà phải vượt qua hết ngọn núi cao phía sau đi trên con đường thông thủy bên đó mới an toàn được rồi đích thân quay sang nhìn hai chiến binh bị thương hỏi tôi bay đi được không để anh em dìu cho đi tôi nghe người chiến binh bị thương nơi bụng nói em chắc không xong rồi đích thân để lại cho em ít trái lựu đạn để em cản hậu cho Người bị thương nơi bắp vế cũng nói Để em ở lại với nó đi đích thân Giao lựu đạn lại Tụi em cản đường cho anh em đi Tôi thấy đích thân trầm âm suy nghĩ một lúc Rồi quay qua các chiến binh kia nói Tụi mày còn bao nhiêu lựu đạn Giao hết cho tụi nó đi Rồi mình phải đi gấp Nếu không tụi nó theo tới nơi bây giờ đó Các chiến binh gỡ lựu đạn trên mình đem bỏ lại chỗ hai người bị thương ai ai cũng nói một hai câu rồi mới bước đi chưa bao giờ tôi lại thấy tình chiến hữu thâm sâu như hôm nay chấp nhận hy sinh bản thân mình để cứu đồng đội rồi chúng tôi cũng đứng lên để đi tiếp tuột xuống con đồi này chúng tôi bắt đầu leo núi leo được chừng nửa ngọn núi thì đã nghe tiếng lựu đạn nổ vang rền nơi chỗ hai chiến binh đang nằm cản đường. Rồi tiếng AK, tiếng la hét của Bắc Quân. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều đứng lại. Yên lặng nhìn về hướng đó. Thêm mấy tiếng lựu đạn nữa, rồi không còn âm thanh nào nữa. Vĩnh biệt các anh em, hôm nay ngồi viết lại những trang này mà tôi cũng ứa nước mắt thương cho anh em những chiến binh dũng cảm đã hy sinh thân mình để giữ lại mạng sống cho các anh em khác trong đó có tôi mũ đỏ phạm mạnh huyến